Xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên shop lại giới thiệu của bác một hạt giống nữa, đó là hạt giống rau đay đỏ. Đây, một gói như thế này, được 10 gram. Cái hàng này thì bên shop sẽ thu mua tại Việt Nam nhé. Đó. 10 gram khá là nhiều, tỷ lệ lại mầm rất là cao đấy, nó rơi vào tầm 90%. Thì thời gian thu hoạch cũng rất là ngắn ngày, nó chỉ rơi vào tầm 50 đến 60 ngày là chúng ta có thể là ngắt được cái lá chúng ta sử dụng rồi. Cái này thì thông thường chúng ta hay trồng để về mùa hè chúng ta sẽ nấu canh cua. Ăn cái này thì rất là mát luôn, loại rau này là mát nha. Nhưng mà ai mà ăn mà không quen thì nó sẽ hơi nhớt một chút, nhưng mà cái nhớt đấy mới là cái tốt ạ. Rau đấy đỏ nha các bác nha, hạn dụng thì thoải mái luôn, 25